Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một cái video mình tận dụng những cái cục sạc pin điện thoại nha các bạn. Thì mình để mình chế một cái cục sạc dự phòng để mình xài nha các bạn. Thì trong cái lúc khoảng thời gian này dưới quê mình cũng cúp điện nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có cục sạc dự phòng thì lỡ điện thoại mình hết điện thì mình không thể nào mình xài được. Thì hôm nay mình tận dụng những cái xe pin nha các bạn. Thì những cái xe pin này là mình lấy từ những cái điện thoại mà cảm ứng nha. Ví dụ như mình lấy đây là lấy từ pin từ cái điện thoại Apple nè. Ví dụ như A32 vậy đó, pin là 3000 nè các bạn, 3000 nè. Đây là pin Nokia nè. Pin này cũng 3000 nè các bạn. Đây mình tận dụng những cái loại pin này làm chế lại. Thì hết pin này mình cũng sưu tầm thời gian lâu rồi, đây là pin Samsung nha. Thì cái dung lượng nó là 2000 nè, dung lượng này là 2600 nè, mình cũng có nè. Đây là pin này cũng là pin Nokia Microsoft của Nokia nè, pin này pin xưa nè. Thì cái nó dung lượng nó cũng có 2002 nè. Thì hôm nay mình tận dụng một cái xe pin mà dung lượng lớn nha các bạn. Thì mình tận dụng hai cái xe pin. Một là cái xe pin của cái điện thoại là Vmat nè các bạn. Vmat nè, điện thoại của hãng Việt Nam nha. Dung lượng nó là 5000 nha các bạn, dung lượng 5000 nè. Đây với một xe pin của Samsung nha. Xe pin Samsung. Thì cái dung lượng của cái xe pin này á, thì nó cũng 5000 luôn nha các bạn. Đây 5000 nè. Dung lượng thực của nó là khoảng 4900 mà dung lượng của nó bằng quân nó là khoảng 5000 nha. Thì hai cái dung lượng pin này nó bằng nhau. Nên mình ghép với nhau mình sẽ sử dụng được xài xài được sẽ nó tốt hơn nha các bạn. Thì hai cái xe pin nè, các bạn mình ghép song song với nhau thì nó ra khoảng 10000 nha. Thì bằng một cục sạc 10000 các bạn mua ở ngoài thị trường ngoài á thì giá nó nếu mà sử dụng loại pin tốt hay ít mobile đâu á thì bạn mua cái cục sạc còn 10000 này cũng khoảng 200-300000 nha. Thì hôm nay mình tận dụng những cái gì mình có sẵn ở nhà nè để mình làm một cái cục sạc. Thì các bạn mà nếu không có các bạn sử dụng loại pin khác cũng được. Cái này nè mình cũng có nè. Đây là cái pin này mình cũng không biết cái gì mà Ufone gì nè các bạn. Thì nó để dung lượng điện phân cơ bản 4000 nè. Ở đây cái cục này là cái cục Dayrim nè. Gì demo Dayrim gì nè, cũng là 4000 nè. Mình cũng phải tận dụng những cục này mình sạc chẳng được. Thì này cũng có rất là nhiều. Đây là những loại pin Nokia nè, mình cũng sưu tầm một thời gian dài các bạn mới có những loại pin cũ cổ rồi nè. Thì nó cũng còn rất là tốt nên mà mình dung lượng nó thấp nha các bạn. Thì mình sẽ tận dụng hai cục pin này nha. Đây mình sẽ cắt hai cái pin này để dành sau này mình xài luôn. Đây mình sẽ sử dụng cái xe pin này. Một cái xe pin là 5000, xe pin 5000, hai cái là sẽ được 10000 nha. Thì mình sẽ tận dụng một cái mạch. Thì các bạn mình ở đây á, thì mình sẽ tận dụng cái cục mạch sạc của cái X-Mobile luôn nha. Đây cục mạch X-Mobile nè, nhưng mà cái mạch này thì cái dung lượng nó nhỏ nha. Nó có một cổng sạc màu à, nên mình không xài nha. Cục này cũng hư rồi, nên mình mới cái mạch nè, nên mình không có sửa mình bỏ đi luôn. Đây mình sẽ lấy cái này là tốt hơn nha các bạn. Cái này là cũng là cái hãng X-Mobile nha. Mà nó xài là pin thẻ nè, cũng dạng giống pin này nè, nhưng mà hư rồi. Thì cái xe pin này á, bạn thấy cái dòng xả cực kỳ cao nè. Nó có thể xả là được sạc nhanh nữa các bạn, 24A luôn nè. Rồi input là 5V nè, cũng 2A nè các bạn. Có cổng Type C nè các bạn. Output nè, ra 5V 2A nè. Thì mình đã hư rồi, mình đóng ra nó bể luôn các bạn. Thì mình bỏ đây, mình sẽ lấy tận dụng cái mạch nha. Đây cái mạch này các bạn. Đây các bạn, mình nhìn tổng thể cái mạch nè. Thì nó sẽ có hai cổng USB nha. Hai cổng USB, một cổng là micro USB nè, một cổng là USB Type C nè, một cái này là cái jack nha, cái bấm lên nguồn lên nè, thì mình sẽ tận dụng nha. Thì để bắt đầu á, thì các bạn mình để ý nha, các bạn mình để ý trên cái xe pin này nè, những cái xe pin nè, các bạn mình cắt ra, mình cắt cái mạch ra, giống như mình đây nè, các bạn để ý nè, mình đã cắt hai cái mạch này bỏ luôn nè, mình không xài nè, mà mình chuyển thành hai cọng dây nè, đây hai cọng dây nè các bạn, đây hai dây nè. Em chỉ hình hai cọng dây nè. Đó, thì nó ra đây là hai cái cực âm cực dương nè. Đây, đây mình cũng có nè các bạn, đây mình cũng cắt cái đầu dây này nè. Mình cũng cắt đầu dây nè, mình nối ra, mình nối cọng dây đây ra các bạn, nối ra nha. Thì đây mình làm dấu dây cộng nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại nha các bạn. Thì các bạn mình tận dụng á, thì tận dụng đồng hồ. Mình dặn về cái thang là 10V nha, DC 10V nha. Để các bạn mình đo. Em mình sẽ đo nè các bạn. Thì bạn đo mục đích là mình phân cực pin lại. Thì mình kẹp đây mình đo nha. Đây mình trước khi mình làm á, các bạn mới sạc lên sạc pin này đầy nha. Mình cũng sạc pin này đầy nè.
cái này dung lượng nó khoảng 4V nha các bạn. Đây cực âm dương nè, cái cộng dây trắng là dương nè, cộng dây đen là âm nè các bạn. Rồi đây cục này nè, cục này nó hơi ngược nha, không biết bữa hôm trước mình đấu dây sao mà đấu ngược, nó cực dương lại là cái cực đen cộng dây đen. Đây mình sẽ kẹp vô nha các bạn, đó các bạn phân biệt dây nha, các bạn phân biệt đúng cực nha. Đây cũng làm khoảng 4V nha các bạn, hai cái cục pin này nó dung lượng ngang nhau luôn nè. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ nối song song nha các bạn. Thì bây giờ hai sợi pin này nè các bạn để ghép lại với nhau, các bạn ghép với nhau nha. Rồi mình ghép với nhau, các bạn mình dùng keo mình dán lại. Đây bắt đầu mình đã dán keo lại nè các bạn, dán cái keo trắng lại nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đấu dây nha. Thì các bạn để ý nha, cái cực dương á thì bạn sẽ đấu vô dây dương nha, cực dương bạn sẽ đấu vô dây dương, hai nó song song với nhau mà. Thì âm bạn đâu sẽ đấu với âm nha, bạn đấu gì cho mình, dương đấu với dương nha các bạn, bạn đấu với đúng cực nha. Thì mình sẽ tiến hành đấu lại, các bạn đấu xong bạn sẽ đồng hồ bạn đo lại nha, bạn đo cái đúng địa điểm nha. Thì bây giờ mình sẽ kẹp vô nè, dương nè các bạn, dương vô dương nè, âm vô âm nè. Thì đây nó ra là khoảng 4V nè, đúng rồi nha các bạn. Rồi các bạn sử dụng cái mạch này, cái mạch này nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ dán cái mạch này lên đây nha các bạn, dán ở cái góc này nè. Thì mình sẽ dán cho nên mình xài luôn. Đây mình sẽ dán đây nha các bạn. Thì để mình dán các bạn sử dụng mình là cái keo hai mặt nha. Đây mình sử dụng keo hai mặt nè, mình dán vô cái mạch cho nó chắc luôn. Rồi giờ các bạn mình hàng vô nha. Thì ở trên cái cục pin trên cái mạch nè, các bạn phải để ý kỹ nha. Hoàn toàn đúng nè, cái mạch trên này là nó sẽ không có cái vụ mà nó chống ngược cực đâu nha. Các bạn làm ngược cực là sẽ cháy liền quá. Các bạn để ý nha. Đây nó có chữ B cộng nè, là nghĩa là cái cực nguồn dương nha. Đây nó có B trừ nè, nguồn âm nè. B trừ nè các bạn. Thì các bạn mình hàng vô gọi nha. Đây xong rồi các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy mình bấm đèn nè, hay nó lên nè các bạn, nó báo hiện là pin đang đầy nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sạc cho thử cho nó có báo sạc nha. Thì các bạn mình sử dụng cái cục sạc dự pha cục sạc điện thoại của mình á, các bạn găm vô trong cái giắc sạc này nha. Đây mình sẽ găm vô thử nè. Đây hiện tại nó đang báo sạc nè các bạn, nói pin mình gần đầy rồi nè, nó báo ra cái nấc là chớp chớp nè. À, các bạn thấy không đó, là đang sạc chớp chớp nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sạc ngược lại nha. Đây mình sẽ sạc ngược lại, mình sử dụng cái cổng này mình sạc ngược cái điện thoại của mình nha. Đây mình sử dụng cái điện thoại này mình sạc lại nha các bạn. Đây các bạn thấy hiện tượng mình nó đang báo sạc nè. Đây các bạn, đây đang báo nè, sạc đỏ nha các bạn, đây dấu đỏ nè. Đây mình rút ra lại nè. Hả? Ngâm lại nè. Em ngâm lại nè các bạn. Đó. Đây mình đổi cổng qua các bạn. Đó, hai cổng đều xài được hết nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, báo đang sạc nha. Đó, nó đang có dấu thăng trên cái cục sạc nè.